Chuyên gia Nguyễn Hành Tiến tiết lộ cách làm sao để chúng ta giảm thiểu rủi ro khi chúng ta mua bất động sản. Xin chào cả nhà, là Khôi đây. Phía sau của Khôi, cả nhà thấy không? Đây là đồng ruộng, đây là quê của Khôi, bao la bát ngát. Và ngày hôm nay Khôi chia sẻ một cái nội dung vô cùng đặc biệt luôn, cũng liên quan tới đồng ruộng, đó là bất động sản. Đó, bất động sản đúng không ạ? Bất động sản là làm sao, là chiến lược như thế nào, những cái kiến thức như thế nào để chúng ta có một cái chiến lược giảm thiểu rủi ro khi chúng ta đầu tư bất động sản. Khôi học được những điều này đó, từ người thầy của Khôi, đó là chuyên gia Nguyễn Thành Tiến, và ngày hôm nay Khôi sẽ chia sẻ cho cả nhà. Và nếu chúng ta không biết những kiến thức này á, thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng mắc những sai lầm, ví dụ như là mua những bất động sản không tốt nè, những chính sách thanh toán không tốt nè. Bởi vì chúng ta không hiểu và những cái cơ chế và những cái chính sách để khi chúng ta mua bất động sản đó. Và nếu chúng ta không biết được những điều này á, thì chúng ta sẽ không sử dụng được những tối ưu được những đòn bẩy của chúng ta, đòn bẩy về tài chính, và chúng ta sẽ không tối ưu được lợi nhuận. Và nếu chúng ta lắng nghe và làm theo, là nghiên cứu về những chiến lược này á, thì đảm bảo cả nhà chúng ta sẽ được những chiến lược vô cùng hiệu quả trong cái việc chúng ta đầu tư và mua bất động sản nè. Chúng ta hiểu được bất động sản này, chúng ta tối ưu được là dòng tiền, chúng ta lựa chọn được những bất động sản nơi nào nó hot nhất, nó nóng nhất thị trường, và chúng ta chốt được những lợi nhuận cực kỳ tốt luôn. Đó, để cả nhà không đợi lâu nữa thì chúng ta vào chiến lược đầu tiên nha. Chiến lược đầu tiên đó là học từ người thầy của Khôi, đó là chiến lược nhà môi giới bên trong. Cái nhà nghe rất là lạ đúng không ạ? Thì Khôi chia sẻ cả nhà luôn nha. Đó là chiến lược, đó là khi chúng ta tìm hiểu bất kỳ bất động sản nào đó, chúng ta nên có một đi sâu vào bất động sản đó bằng cách nào, và bằng cách là chúng ta có những người sale nè, có những người sale thân thuộc này, có một nhóm sale nào đó họ sẽ cung cấp thông tin của chúng ta để chúng ta hiểu rõ và nắm bắt rõ về tình hình dự án đó và khu vực đó có tốt hay không. Và khi mà chúng ta tìm hiểu sâu như vậy á, thì chúng ta quyết định á, thì chúng ta lựa chọn á, khi chúng ta mua bất động sản á, nó sẽ cực kỳ hiệu quả luôn, và chúng ta sẽ cực kỳ lợi nhuận cực kỳ tốt luôn. Và chiến lược thứ hai nữa trong đây nữa, đó là chúng ta đào sâu luôn và rộng luôn nha. Đó là khi chúng là đó là chúng ta xâm nhập vào thị trường bằng cách là chúng ta vừa môi giới và chúng ta vừa là sale luôn. Có nghĩa là gì? Vừa môi giới, vừa sale và vừa đầu tư luôn. Có nghĩa là khi chúng ta thấy một dự án tốt và khu vực đó tốt và chúng ta dự định chúng ta muốn đầu tư đó, thì chúng ta dành thời gian và công sức của chúng mình, chúng ta nằm ở thị trường đó, chúng ta kết hợp với môi giới nè, hoặc là chúng ta làm vào một công ty nào đó gần dự án đó để chúng ta tìm hiểu thị trường đó, và chúng ta bán cho những khách hàng của chúng ta khi giới thiệu, và chúng ta bán cho những khách hàng đó, và chúng ta kết hợp giới thiệu người thân bạn bè chúng ta mua á, bán những dự án đó. Thì khi bằng cách như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ và am hiểu rõ hơn về dự án đó hơn, và khi chúng ta am hiểu rõ thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược và những cái quyết định chính xác, cực kỳ chính xác luôn khi chúng ta mua dự án đó. Đó, và chiến lược thứ ba nữa trong chiến lược nhà môi giới bên trong này á, thì đó là chúng ta tiếp cận như một người sale. Tiếp cận như một người sale là như thế nào? Là chúng ta có thể là bình thường chúng ta tiếp cận giống như là một người mà người người đi mua đúng không, hỏi giá này, dự án này như thế nào, giá này như thế nào hả. Và chúng ta đổi một cách tiếp cận như như thế này đi, là Khôi chia sẻ luôn, là ví dụ là đến một dự án đó, các bạn thấy dự án tốt luôn, chúng bạn gặp một sale đó, các bạn nói như này là Khôi đúng không, có nghĩa là mình cũng là sale, mình cũng có khách đang quan tâm về dự án ở khu vực này, mình cũng có khách là quan tâm về dự án của mình đó. Thì bạn có thể vui lòng chia sẻ về kiến thức và những cái phương thức thanh toán nè, những cái tối ưu của dự án này không, để mình giới thiệu khách và chúng ta kết hợp với nhau. Thì như vậy á, thì những người sale đó họ sẵn sàng, họ rất là happy để họ sẵn sàng họ chia sẻ hết những kiến thức và những cái lợi hại và những cái ưu điểm và khuyết điểm của dự án đó. Bằng cách như vậy chúng ta sẽ hiểu sâu và rộng về dự án đó, và khi mà hiểu sâu và rộng thì chúng ta sẽ áp dụng vào chúng ta mua. Các nhà cảm thấy là cái chiến lược mà nhà môi giới bên trong này có hay không nào? Đó, rất là hay đúng không ạ? Và chúng ta có chiến lược thứ hai cực kỳ hay hơn nữa, đó là chiến lược thứ hai chúng ta, có nghĩa là chúng ta làm vừa làm môi giới và chúng ta vừa làm sale. Có nghĩa là gì? Xin lỗi cái nhà, Khôi xin nói lại là chúng ta vừa làm môi giới và chúng ta vừa làm nhà đầu tư. Này cũng giống như chiến lược hai nhỏ là vừa 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 giới thiệu và vừa bán. Thì Khôi chia sẻ là môi giới là chúng ta đầu tư thời gian, giống như Khôi nè, đầu tư thời gian và công sức, và Khôi học tập và rèn luyện trong môi trường làm bất động sản này rất là lâu rồi. Thì khi mà làm như vậy á, học tập và rèn luyện, vừa bán cho khách hàng vừa giới thiệu cho khách hàng á, thì mình cũng rất là nhiều mình rất là có rất là nhiều kiến thức về thị trường bất động sản này, mà khi quyết định mua và đầu tư gì đó thì nó sẽ cực kỳ chính xác và cực kỳ tốt luôn. Và chúng ta sử dụng được tối ưu và chính sách thanh toán của nhà đầu tư về dự án đó, chúng ta sử dụng tối ưu được dòng tiền. Và khi sử dụng được tối ưu dòng tiền như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng chốt lợi nhuận và chúng ta sẽ đạt được lợi nhuận cực kỳ cao luôn đó. Và cái chiến lược cuối cùng là chiến lược đó là chiến lược thứ ba, Khôi chia sẻ luôn cả nhà luôn, đó là chúng ta học việc. Học việc là như nào? Là chúng ta chưa đầu tư vội đâu,
chứ chúng ta chưa đầu tư vội đâu. Chúng ta đến một công ty nào đó, hoặc chúng ta đến một cái thị trường nào đó, chúng ta tham gia một tổ chức nào đó, và chúng ta tham gia một đội nhóm nào đó, và chúng ta học việc bằng cách là chúng ta học dự án nè, chúng ta học chính sách dự án nè, chúng ta tập sell for nè, chúng ta tập đăng tin nè, để giới thiệu dự án cho thật là thật thật nhiều, thật nhiều người biết luôn. Cái giới thiệu như vậy á, và khi tư vấn khách hàng như vậy á, thì vô tình chung á là các bạn sẽ cực kỳ nắm vững kiến thức luôn. Và khi nắm vững kiến thức như vậy á, thì kiến thức là sức mạnh, đúng không? Và khi chúng ta nắm vững kiến thức như vậy thì chúng ta đầu tư chúng ta không sợ gì hết. Bởi vì sao? Chúng ta hiểu, rất là hiểu rõ về dự án này, và chúng ta nắm chắc về những dự án đó. Thì ai mà muốn là học việc á thì có thể liên hệ Khôi, có thể tham gia cùng với Khôi và tham gia đội nhóm của Khôi và tham gia vào công ty của Khôi. Và cả nhà, đó là ba chiến lược á, ba chiến lược của học từ thầy Nguyễn Thành Tiến. Thì mong cả nhà xem video này, cả nhà sẽ hiểu được rõ hơn về ba chiến lược này, và chúng ta sẽ áp dụng vào cách để chúng ta đầu tư, và chúng ta tối ưu được dòng tiền nè, chúng ta tối ưu được lợi nhuận nè. Đó, chúc cả nhà sẽ có những cái chiến lược và những thương vụ đầu tư cực kỳ thành công nha. Và nếu cả nhà cảm thấy hay nè, và yêu thích nè, bổ ích nè, cả nhà có thể là like hoặc share hoặc comment để ủng hộ thôi nha. Và sau đây tôi xin cảm ơn và tạm biệt cả nhà.